Con giỏi quá. Con giỏi quá bà ơi. Ừ. Bên cắt dây rốn. Bà lấy cái kéo bà cắt dây rốn cho em. Đây đây. Cắt ở đây à? Ừ. Rồi. Mệt mẻ. Có cần người ta bơm không? Mẹ ơi, lên ấy vợ con nhờ tí. Đây, chấm vào cái ấy của nó không? Cái này giống con lì nhỉ? Ừ. Đúng không? Ừ. Không có bờm. Mà em đỡ chưa? Cô à? Cháu đỡ rồi cô ạ. À? Cô ơi, nhìn nè. Gì đấy? Mèo đẻ. Ôi giời ơi, con này bụng to đấy đẻ. Ôi giời ơi, mấy con? Đang đẻ con đầu tiên đây cô. Ồ. Như con chuột rồi nhỉ?